Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 đã kết thúc tốt đẹp tại thủ đô Manila của Philippines. Trước đó thì trong khuôn khổ cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác EU và Ấn Độ, chủ tịch Hội đồng châu Âu và thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi và cam kết phối hợp với các nước thành viên ASEAN chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Cuộc chiến với nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo IS kéo dài hàng tháng trời vừa qua của chính phủ Philippines tại thành phố Marawi càng làm tăng thêm mối quan ngại về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan ở Đông Nam Á trong cuộc họp giữa asean và đối tác eu vấn đề này đã được chủ tịch hội đồng châu âu ông donald tusk chia sẻ tư tưởng khủng bố đã vươn ra khắp các lục địa chúng ta có thể giảm nhẹ mối đe dọa này nếu chúng ta phối hợp với nhau chia sẻ thông tin về các đối tượng tình nghi và xu hướng của các mối quan ngại này cùng chung mối lo ngại đó thủ tướng ấn độ modi đã kêu gọi phối hợp hành động với các nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á Chúng ta đã rất khó khăn để chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố. Bây giờ là lúc chúng ta tăng cường sự hợp tác với nhau về vấn đề quan trọng này, bắt kịp với thách thức này và tìm ra một giải pháp. Để đối phó với những mối đe dọa an ninh này, hiện tại Philippines, Malaysia và Indonesia đã thiết lập cuộc tuần tra chung ở biên giới và các vùng biển giáp danh. Sau 3 ngày nhóm họp tại thủ đô Manila, Philippines, hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp với những thảo luận thực chất, các cam kết cụ thể và không khí hữu nghị, đối tác bao trùm. Tại lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và chuyển giao chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2018 cho Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, quốc đảo sư tử sẽ tiếp tục thúc đẩy và duy trì trật tự khu vực dựa trên các quy tắc nhằm giúp ASEAN có thể giải quyết tốt hơn những thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố. Bên cạnh đó, Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực giúp ASEAN trở nên thịnh vượng và tăng cường khả năng cạnh tranh.